cảm thấy là cuộc sống bế tắc, mình không thể làm cái gì nữa. Giống như phát hiện là mình có một cái con người giữa cái công việc với ở ngoài nó không giống nhau. Mình tên là Phương, họ tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Quỳnh Phương. Năm nay thì mình 25 tuổi. Thời gian trước đó, một năm trước đó là bắt đầu nghĩ tới việc đi du học. Thì nó sẽ có nhiều lựa chọn khác nhau. Anh có Úc, có Mỹ, có Canada, có Singapore cũng có. Nhiều khi Phần Lan rồi chỗ nào có khả năng một chút thôi cũng đã có nghĩ tới rồi. Nhưng mà lúc đó thì nghĩ thì chỉ là giống như là mình lựa chọn một cái nước thôi, chứ cũng là nghĩ sâu sắc đến như là chọn trường nào chọn trường gì. Quyết định đi du học á, chưa chọn trường, chưa chọn ngành, chưa chọn bất cứ cái gì hết. Chỉ là ok, mình muốn đi Canada thì mình sẽ đi Canada. Đối với Canada, CS là chương trình du học dễ nhất. Đối với chị là vậy. Đơn giản nhất, thủ tục ít rườm rà nhất. Và cơ hội để đậu CS cũng cao hơn so với những cái loại du học khác như du học tốt hay là khác.